Thưa quý vị và các bạn, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được lựa chọn là chủ đề công tác năm 2021 của tuổi trẻ cả nước. Hưởng ứng chủ đề này, tại huyện Bát Sát, các cấp bộ đoàn đã dành nhiều sự quan tâm đến phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ các thanh niên ở địa bàn vùng khó khăn, thanh niên là người dân tộc thiểu số để họ tự vươn lên, xóa đói giảm nghèo và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình. Gần 2 hectare đồi cây tạp đã được anh Tần A Thắng ở xã Quang Kim bỏ công bỏ sức để cải tạo thành đồi quế. Đây là một quyết định táo bạo xuất phát từ những chuyến đi tham quan, học hỏi tại một số mô hình kinh tế trên địa bàn tỉnh của chàng thanh niên người Giao. Hai vợ chồng thì điều kiện kinh tế có hạn, là tự bỏ công sức làm nên là rất là vất vả. Cũng chỉ mong là cây quế này phát triển tốt, không phụ công sức hai vợ chồng tôi bỏ ra. Với quyết tâm thoát nghèo, làm giàu, anh Tần A Thắng đã có những sáng tạo trong cách làm kinh tế khi bỏ hơn 30 triệu đồng để đào lại ao, mua ống dẫn nước từ đầu nguồn về. Ba ao cá thịt cũng được hình thành, hứa hẹn cho nguồn thu nhập ổn định. Mô hình kinh tế của gia đình anh Thắng dù mới chỉ được hình thành, nhưng cũng là triển vọng về một điểm sáng cho phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp tại Quang Kim. Đồng chí Thắng thì cũng có đề xuất và cũng có chúng tôi đã liên hệ và cũng tạo đầu mối nhưng giúp đỡ qua ngân hàng chính sách của huyện Bát Sát, và đặc biệt là giúp đỡ anh khi nào có nhu cầu phát triển về xây dựng cơ sở vật chất chuồng trại thì đoàn xã cùng đoàn thanh niên trong thôn luôn luôn cố gắng để hỗ trợ. Nhằm giúp đỡ các đoàn viên thanh niên khó khăn trên địa bàn phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, huyện đoàn Bát Sát cũng đã thành lập điểm mô hình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giúp đỡ thanh niên nghèo trên địa bàn xã phát triển kinh tế thông qua những cách làm cụ thể như hỗ trợ ngày công, con giống hoặc kinh phí để giúp đỡ hộ gia đình thanh niên dân tộc thiểu số khó khăn phát triển kinh tế. Hiện tại chúng tôi cũng đang quan tâm thêm về đối với đặc biệt là những cái chủ thanh niên là chủ hộ là mạnh dạn là đăng ký tham gia phát triển kinh tế, như là việc hỗ trợ các bạn về khoa học kỹ thuật. Và bên cạnh đó thì huyện đoàn Bát Sát chúng tôi cũng có chủ động liên hệ với các cái doanh nghiệp để thực hiện thí điểm những cái mô hình mới mà trên địa bàn tỉnh chưa có, như là mô hình rau tiến vua. Thì cái nội dung là chúng tôi cũng chủ động đề xuất với thường trực huyện ủy và cũng được các đồng chí lãnh đạo huyện rất là quan tâm. Thực tế phong trào thanh niên khởi nghiệp ở Bát Sát còn khó khăn, đặc biệt một số mô hình có vốn khởi nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng vì thiếu vốn vay tiếp tục phát triển, duy trì nên cuối cùng dần rơi vào bị động, manh mún, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19. Chính vì vậy, cần có thêm những trợ lực để đẩy mạnh phong trào thanh niên xung kích lao động sáng tạo.